Tao đau đầu lắm rồi. Chả liên quan gì đâu, để vợ đúng là vợ chồng hợp nhau. Chào anh em nhá. Sông nho quế bản Trung Quốc. China. Này nếu mà chụp với hàng xóm được không? Đây là sông nho quế à? Sông nho quế bản Trung Quốc. Anh cho rằng trước rồi. Này gặp bệnh với bảo. Chào bà con. Nước đéo màu trắng mà. Bây giờ em lấy cái chai rồi múc chai ra. À, về đi Hòa Bình đẹp hơn này nhiều. Hòa Bình đẹp lắm chị ạ. Chiêm Hóa Na Hang cũng đẹp. Chào bà Lụa nhá. Đây là sông Nho Quế bản Trung Quốc. Đây Dũng U, đây là Bạch Mã nhá. Đây là tí nữa thuyền của mình sẽ là qua thuyền của A Cơ. Tí nữa là qua lúc là mình đi lên thì A Cơ sẽ là ra đi hát ca với mình. Tí nữa là xin mời nhà mình là chồng một người đứng tên là tối ca với A Cơ. Nhưng mà lúc đó là lúc là mình thuyền mình tăng về thì mới tối ca nhá. Bởi vì là người dân tộc thiểu số, người đa tình, người yêu là thì là tối ca này. Thế nên là thuyền mình là chuẩn bị đến thuyền của A Cơ. Xin một tràng vỗ tay nhiệt tình cho A Cơ để A Cơ biết là có quý khách đến nhá. Chất đến. Lúc nào cái thuyền nó tắt động cơ. À, tắt động cơ. Rồi, xin một tràng vỗ tay cho A Cơ đi. Bởi vì A Cơ hát chay, cho nên là nhà mình im nhá. Đấy, đấy. Bây giờ thuyền mình đang đi thì A Cơ hát tí nữa là về xong thì sẽ đẩy. Nếu mà có người tối ca A Cơ mới ra, nếu mà không có người tối ca A Cơ sẽ là không ra nha. Sau đó là phía trên là cùng có thuyền của A Mây nữa. Thân thôi nhá, người dân tộc thiểu số là người ta là tình yêu thì sẽ là tự do hơn người dân tộc Hán ở trong thời đại xưa. Người ta tình yêu có thể lúc là người ta thì phim trở này trên trời, người mình là thích A Cư nào hay là thích A Chị nào này, em nào này, mình sẽ là mời bạn này giúp với mình là tối ca. Đẹp mà.
sau đó là và lúc là bạn này giới thiệu thì bảo là bạn Phương này giới thiệu thì bảo là xem cảnh núi là ba phân xem bảy phân đường đường. Bây giờ là mình đến đây rồi, mình cũng là có rất nhiều núi là đạp biển này. Trên phía trước của nhà mình sẽ là có một ngọn đá. Anh chị là cứ xem sang bên tay tay trái của anh chị nhá. Ở bên đây tay trái là tờ bề mà nước lên trên kia là khoảng 8m, này sẽ là có một ngọn núi là hơi dài dài một tí. Ở nhà các anh chị là xem là cái ngọn đá đấy là giống như vai trò gì ở trong vai trò nào là ở trong bộ phim Tây Du Ký. À cái chỗ chặt chặt đây, cái cục đá đang lồi ra đấy. Hò hàng ca đây. Có thấy không anh chị, có thấy đây, không? Đây, cái cục đá này nó giống cái gì mọi người từng người xem. Thấy không? Nói đúng rồi là có thưởng nha. Nói đúng rồi thì không có thưởng nha. Không? Đây là cảnh những cái cảnh đây, đóng trong Tây Du Ký nha anh em nhá. Hay quá. Đúng rồi. Đây không chỗ này nè. Đây cái này là chưa bao dưới. Mà nó đến đây là khoảng 8 mét mà. Chưa bao dưới. Đúng không? Vâng, đây. Nhưng mà nó chỉ có nửa mặt thôi. Cái này gọi là nửa mặt chưa bao dưới. Đấy, đá này nè. Anh mà đứng mắt là chỉ xem trên tàu đây. Thấy chưa? Bề mặt nước lên trên có khoảng 8 mét đấy. À vâng ạ, sau đó thuyền qua sông sẽ là thấy chú bán giới nên là chỉ có nửa mà thôi. Bởi vì là chú bán giới là háo sắc quá. Và là đi xem là thiên nữ này 8 giờ sau đó là vợ của chú bán giới tập một phát để mà chú bán giới bị rơi nửa mà rồi ạ. Rồi bây giờ là thuyền sẽ là đi tiếp này. Sau đó là ở phía bên tay trái là thì là thuyền của A Mây nhá. Người ta thì bảo là thường thường là người dân tộc thiểu số ở đây thì người ta là sống trong miền núi, sống trong là so với mức nước biển cao này cho nên ngư dùng của người ta rất là cao nhá. Người ta hát thì toàn là hát chay thôi ạ. Nhưng mà nhá, tối cao với A Cơ và A Mây phải có nhu cầu nhá. Ít nhất là phải 16 tuổi trở lên. 16 tuổi trở lên mới là tối cao. Người ta tối cao này không phải là cứ hát thôi, người ta giống như đang hội thoại ạ. Có thể tí nữa là anh chị là tối cao với A Mây xong nhá. Nếu mà ai tối cao thắng A Cơ A Mây 5 lần, có thể là tơ theo A Mây và A Cơ đi theo miền Việt Nam. Có thể là toàn miền sẽ là được tăng thêm một thuyền viên, hai thuyền viên nữa nhá. Thật ạ. Đấy, thuyền chuẩn bị đến thuyền của A Mây rồi. Xin một tràng vỗ tay nhiệt tình cho A Mây đi. Hai thái độ khác hoàn toàn. Đang mà cũng đang cố gắng. Đây là hồ ở Trung Quốc ha. Cục đá đang bề mặt nước đây, mọi người lưu ý xem là bề vải đây này. Có một cục đá đây nè. Đấy, cái đấy là cái một cái đầu của cá hoa. Cái này là có giống 90%. Cá hoa tí nữa mình đi xuống dưới nhìn thấy là bây giờ mình nhớ lại cái dạng của nó là như thế nào. Nhớ nó có mèn cái đầu đấy. Rất là giống nha. Đây này, tháo thấy có anh chị đây nè. Đây là cá hoa thạch ạ. Giống như cá bớp mình ấy. Con cá bớp bên mình ấy. Giống. Có bóng trăng. Lương cư. Vâng, cái này là người ta tí thì hoạt động mạo hiểm nó leo lên đây. Cái này là cái sân khấu này. Cái màu xanh xanh đó sân khấu là di chuyển qua đây. Có thể di chuyển qua đây. Bình thường là nếu mà không dùng là để người ta chụp ảnh trên đây này. Không phải là biểu diễn đây. Nếu mà biểu diễn là chuyển qua đây. Kiểm tra đây à? Người ta chụp ảnh đám cưới như cái gì đó. Gọi là phim trường. Mấy thì ok. Sao không ô nhiễm này? Phải đứng ngay đây nha. Nước này thì muốn tắm hay mát thật. Không, anh em đưa pháo này.
ông vừa biết hát cho pháo hát được sau đó là ở bên phía tây phải của anh chị này sẽ đang có một cột đá là rất là đặc biệt nhé. Ngắm cảnh đây anh chị nhìn sang bên tây phải này, chỗ này cột đá này giống như là một cô miêu mặc mũ rất cao không, từ bề mặt đất đến trên cao khoảng 2 mét là thì là cái mặt của cô miêu ạ. Thì tí nữa là thuyền quê thì chỗ của ngảo này sẽ là nhìn rất rõ luôn ạ. Cái này là một cột đá là hình thiên nhiên nhé. Cái này và hát đối với người ta nếu mà trả lời mình á thì mình mới có thể lấy về làm bộ rồi. Nếu mà cô đó là trả lời mình á. Nhưng mà mình không trả lời thì không được nha. Mình không biết tiếng Trung đâu mà trả lời. Cố gắng hát cho người ta trả lời. Không không hát bài. Cái cục đá đây. Không. Cái cục đá đây. Không hát được chứ. Không hát đấy. Bây giờ thuyền của mình đang quay trở về rồi ạ. Cả hồ nữa thì là tổng trường ngoài. 2,7 cây. 2,7 cây. Sau đó là ở trên trung tâm giới cũng một chưa rất rõ ràng. Mùa đông này có thì là trên đường đóng băng, nhưng mà hồ nước này là quên ra là trong biển là khoảng 10 độ thôi, đi không đóng băng ạ. Sau đó là tính mùa đông này trong hồ đây là khí hậu ấm này, cho nên là có thể là ở trên hai cái tàu này là cũng có công trình uyên ương ạ. Sau đó là tính mùa đông nếu mà là trên đường bị đóng băng đấy, khách sẽ là không được đi ô tô lên, sẽ là phải đi bộ lên. Sau đó là sẽ là lên đến bến ở phía trước của nhà mình này. Lên đi bộ lên đến đây, sau đó là đi thuyền một vòng xuống đến bến này là, sau đó là sẽ là xuống chân núi ạ, đi bộ lên đi bộ xuống ạ, bởi vì là trên đường đồng băng sẽ là không cho cái xe buýt lên ạ. Sau đó là tí nữa là thì đi qua bên này sẽ là nhà mình sẽ là nhìn thấy một cái cầu tình yêu. Thì trước khi nhá, mỗi năm là mùng 3 tháng 3 này, các cô Amea cư dân tổ miêu sẽ là đứng ở hai bên đầu cầu để tối ca ở trên đây này, cầu tình yêu đây này. Hai cái bánh này là tính chỉ là mỗi mùa đông mới hoạt động thôi ạ. Các mùa khác thì toàn là dừng lại. Mùng 8 tháng 3 là ngày tình yêu của người yêu. Người ta tổ tình. Hát đối tổ tình. Tức là ngày phụ nữ của mình gì? Đúng rồi đấy. Sau đó là anh chị là nhìn sang bên tay phải này, chỗ phía trước là có một hai cục đá màu đỏ đỏ này. Cái đấy là vừa lúc là mình ở chân núi nhìn thấy một cái thác nước cao cao này, sẽ là từ chỗ đấy là xuống dưới là khoảng 8 mét sẽ là rỗ của thác nước đấy. Rỗ đấy là thác nước này là một tự nhiên, tạo là một tự nhiên. Ý là lúc đầu là đã có rỗ rồi, sau đó là người dân ở đây là thấy nhỏ quá, sau đó là khoan mở rộng rồi ạ. Anh chị là có ai là đến đây là tối cao với Amway không? Ý như là phải hát bốn câu xong thì câu vô vậy thì Amway sẽ là trả lời. Cái đèn chai được không á? Cố gắng hát này nha. Vâng ạ. À. Hát riêng nhá, không phải hát chung nhá, tối cao phải hát riêng ạ. À. Hát tiếng Việt thì Amway sẽ là trả lời. Thế nên là sẽ phiên gì hát cho anh cái chị? Hát một cái bài hát nữa cái vừa rồi á, không gì ra. Nghe luôn. Nhưng mà không hát thì Amway sẽ là không ra ngoài nhá. Mình hát trước quá cho mấy bài đó. Vâng, mình hát trước. Không hát thì chỉ nó không kiếm về rồi. Không hát cái bài thì ở lúc nãy em hát rồi anh. Không hát thì không kiếm được, không phải là còn mọi người. Anh hát không thắng rồi là người sẽ làm người yêu của Phong rồi. Còn khó, đi vừa hát đây. 4 câu thôi. Hát đi Phong. Ta hát xem đồng liều, thiên sơn đã xinh xinh thơm mây đầu. Sổ trắng trắng chiều trầu, nê yêu vô yêu, chế đô yêu. Lô chen bộ binh, ý sân hồng, ai phụ dầu sư chiều thủ sâu, hồng phong hồ hồ trần chiều trầu. A mây, a mây. Quay đến chỗ lấy trên ngủ mà. A mây. Mây đi đâu rồi? À, không thấy rồi. A mây đang đi về xe.